Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và hiện tại trước màn hình mà các bác đang xem thì em đang kê một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia với kích thước là chân 16 và hàng đặt theo yêu cầu. Mặt tràn thì là dày 6 phân. Và bộ sản phẩm này thì được một bác khách hàng ở trong miền Nam đặt của bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong cái quá trình sau khi mà đã hoàn thiện thì em đã phun BU và hoàn thiện xong thì em sẽ mang ra để bọc biện này và vận chuyển vào trong miền Nam. Thì cái bộ sản phẩm này có một cái chi tiết rất là đặc biệt, đó là cái chiếc mặt bàn rất là khác lạ, khác hơn bình thường rất là nhiều. Thì nó khác như thế nào thì các bác cũng cùng theo chân em để em giới thiệu chi tiết từng số món một các bác nhé. Đầu tiên là một chiếc đoạn dài. Kích thước đoạn dài thì em làm là dài 2m60. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m56. Và sâu phủ bì của bộ sản phẩm này thì em làm là 78. Và đặc biệt đối với cái đường vân gỗ hương đá thì các bác có thể nhìn thấy ở cái tấm ván mặt tràn này. Đấy. Trong những cái lần quay video trước thì em cũng đã chia sẻ cho các bác là để mà lựa chọn những cái tấm mặt tràn mà nhiều vân thì nó rất là khó. Để mà lựa chọn những cái tấm ván mặt tràn nhiều vân như thế này thì nó cực kỳ là khó. Đấy, để mà nói đến cái hàng khuôn tranh thì lựa chọn nó sẽ dễ hơn. Còn cái hàng mặt tràn này đó là cả một tấm gỗ. Đấy, nó rất là khó. Thực ra thì khi mà sử dụng những cái hàng vân đẹp ấy thì nhà mình ngồi vào cảm giác nó sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì là có những cái đường vân đẹp như này thì cái bộ sản phẩm của mình nó sẽ nổi hơn rất là nhiều. Nếu mà lại còn được kê ở trong những cái không gian phòng khách có những cái ánh sáng hay là có những cái không gian rất là rộng rãi. Bộ sản phẩm này thì là chân 16 cho nên là nhà mình khi mà kê thì nhà mình kê ở những cái không gian diện tích phòng khách 30m² trở lên cho em. Trên phần trương thì các bác có thể thấy là trương em làm là dày 10 phân. Đấy, cái độ dày của trương này là dày 10 phân. Và trương thì liền khối các bác nhá. Trương liền khối. Và những cái phần vai này các bác thấy nó có cái độ ôm rất là cong. Đấy, nó không phải là những cái bộ hoàng gia thẳng tắp như là những cái hàng chợ trên thị trường đang bán. Mà hiện tại sản phẩm hoàng gia của bên em thì làm rất là cong. Nhìn cái vai của nó cực kỳ là ôm này. Các bác nhìn thấy vai cực kỳ là ôm này. Đấy, tốn gỗ hơn rất là nhiều. Và kể cả là nếu mà không làm chuyên về hoàng gia thì chắc chắn nó cũng sẽ không làm được lên những cái dáng như thế này. Trương thì em làm liền khối các bác nhá. Phần trương toàn bộ là liền như nguyên một khối. Không có một cái chỗ nào là nối hay là chắp vá gì hết ở phần trương này cả. Và vách tựa lưng thì em làm với độ dày là vách tựa lưng dày 5 phân, rất là chắc chắn. Và đây là mẫu vách tựa lưng đục khung gương. Các bác có thể nhìn thấy là những cái chi tiết này thì cơ sở em đục chạm, tỉa tót lại cực kỳ là cơ sắc xảo luôn. Đấy, đường nào ra đường đấy, nét nào ra nét đấy luôn các bác nhá. Để mà một bộ sản phẩm đẹp thì khi mà trong cái khâu hoàn thiện thì khâu nào cũng sẽ quan trọng các bác nhé. Kể cả là cái khâu phun sơn hay kể cả là khâu quật giáp rồi là khâu tỉa cạo nạo thì đều quan trọng cả. Không có một khâu nào gọi là khâu phụ cả. Và tay thì em làm là tay đặc 100% này. Đấy, tay đặc 100% mà cái vân tay này các bác có thể thấy là vân thì rất là đẹp. Bộ sản phẩm này thì chính là hàng đặt cho nên là bác khách hàng của em thì có yêu cầu hơi tỉ mỉ và cũng như là hơi khó tính một chút. Đấy, khi xong mộc thì em sẽ quay lại cái video và chụp hình lại cái sản phẩm hàng mộc để gửi cho bác khách hàng đó. Đấy, sau khi mà đã xem những cái video và kiểm tra cái hàng mộc thông qua những cái tin nhắn và những cái cuộc gọi video call thì bác ok thì em mới cho vào hoàn thiện. Ngoài ra thì đối với hai chiếc ghế đơn em làm với kích thước chiều ngang sẽ là 1m1, chiều cao từ chân lên tới đỉnh thì sẽ là 1m51 và sâu phủ bì thì em làm là 78. Về ghế đơn thì kích thước sẽ giống hệt nhau. Đấy, kích thước và cũng như là những cái độ ôm này, các bác có thể nhìn thấy những cái độ ôm vai nó cực kỳ là bo. Kích thước thì giống hệt nhau, khác nhau ở đúng cái chi tiết là những cái đường vân thôi. Như những cái video trước thì em có giới thiệu là vân gỗ tự nhiên thì nó là những cái đường vân tự nhiên, cho nên là mình kể cả mình muốn tạo thì nó cũng không thể nào mà giống nhau 100% được. Đấy, và đặc biệt là cơ sở em thì khi mà các bác kiểm tra nhé, khi mà các bác kiểm tra hàng, làm thế nào để các bác biết được là vân vẽ hay không thì các bác cứ nhìn ở mặt trên và mặt dưới. Đấy, nếu mà cái vân mặt trên và mặt dưới nó không khớp nhau thì hoàn toàn là cái sản phẩm vẽ. Còn ngoài ra thì mình có thể kiểm tra mộc thì mình cũng sẽ biết được. Và cái chi tiết đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này mà em muốn giới thiệu để đến tận bây giờ đấy ạ, mới giới thiệu cho các bác, đó chính là chiếc bàn. Bàn thì em làm kích thước rất là dài, bởi vì là bác khách hàng này của em thì có yêu cầu là làm cho anh một cái mặt bàn thật là dài để anh có thể là ví dụ như là đối với những cái chi tiết đoạn này này, có những người khách đúng không ạ, ngồi tận bên ria này thì nhiều khi bây giờ làm bàn ngắn thì không biết là để cốc để chén ở đâu.
Đấy, cho nên là với một cái sự tỉ mỉ này thì bác khách hàng cũng rất là chăm chút cho những cái bộ sản phẩm, hay là rất là quan tâm đến những người khách của mình. Và cụ thể cái chiếc bàn này thì em làm với chiều rộng là 75 và chiều dài là 1m97, để khi mà thậm chí là các bác ngồi ở mép chiếc đoạn dài bên kia cũng sẽ để tay, cũng sẽ với tay được và đặt cốc vào được bàn. Và sau khi mà hoàn thiện như thế này, các bác mà sử dụng cả đầy đủ 6 món thì em sẽ tặng thêm cho nhà mình một kính bàn và một kính nôn. Đấy, một kính bàn và một kính nôn các bác nhé. Miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Hai cái chi tiết cuối cùng của bộ sản phẩm này thì em đang làm là hai chiếc đôn. Một là đôn kẹp giữa hai ghế với kích thước là 40x50, và một là chi tiết đôn ngồi kích thước 40x40. Tổng thể bộ sản phẩm này thì hiện tại cơ sở em đang bán với mức giá là 109 triệu trên một bộ sản phẩm 6 món. Đấy, mặt trước và mặt sau đều đục và tất cả những cái chi tiết trên nó đều được làm rất là dày dặn, kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Các bác mà quan tâm đến những cái mẫu mã sản phẩm mặt tràn 6 phân này thì trong cái thời gian vừa qua thì cơ sở em bán được rất là nhiều. Đấy, các bác muốn đặt hàng thì mình hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo của em là 0926 21 4 3. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.